luyện đọc các bạn nhé, một bài đọc khá là dài, một bài trường văn, nhưng mà bài này rất là ý nghĩa, cho nên là CC muốn các bạn là đọc để luyện và tham khảo thêm. Bài này thì các bạn sẽ đọc, mỗi bạn sẽ đọc gọi là dài hơn cái bài kia. CC mời bạn, CC mời bạn Hiếu Hiếu đọc và dịch cho CC hai câu đầu tiên. はい。幸福は人生の目標である。それだけに、一体どういうものが幸福なのか知るのは、それを追求する前提として深刻な Đai đai.課題であると思う。Thế sẽ hỏi nhá, từ gì nhỉ? Từ itai là gì em? Itai. Cái này kiểu như là rốt cuộc là nhất nhất thiết là Nó là rốt cục là đúng không? Hoặc vâng là cái dịch dịch kiểu dịch hơi tục ấy, hơi thô, nó là quái. Kare itai nani kangete, nó có nghĩa là hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy, hoặc là hắn ta đang nghĩ cái, rốt vâng cục hắn ta đang nghĩ cái gì? Truy cứu là gì theo em? kêu là theo đuổi yêu cầu Ừ, theo đuổi, tìm kiếm, đúng nhỉ? Mưu vâng cầu. Từ gen T là gì đấy? bày ra phía trước Gen T nó đề là xuất tiền tiền đề, mình à để nguyên nghĩa là tiền đề cũng được, ở trong tiếng vâng Việt đấy. Nghe thấy từ vâng tiền đề trong tiếng Việt bao giờ chưa? rồi nghe rồi ạ Từ xin cô cự đây là gì? là nghiêm trọng Nghiêm trọng, ca đai. ở đây là chủ đề Thách thức đúng nhỉ? Thách thức, vấn đề nhá, thì đúng hơn là chủ đề. Chủ đề là siêu đây. Nào thế câu này dịch như, hai câu em vừa đọc dịch như nào đấy? hạnh phúc là mục tiêu của cuộc sống. Mục Jin Se là đời người thì độ thì hay hơn là cuộc Vâng. sống. Và hạnh phúc là mục tiêu của đời người. Soreda ke ni có biết là gì không? Có biết nghĩa nó là gì không? Soreda Đa kê nhi, con nhớ ngữ pháp đa kê nhi là gì không? không, em không biết. Đa kê nhi là vì thế, chính vì vậy. Sẽ học ở bài quan hệ nhân quả ấy, chính vì điều đó, chính vì lẽ đó. Rồi, dịch thôi, thế giúp cái này thôi. Vâng ạ. Chính vì lẽ đó rốt cuộc thì cái gì mới gọi là hạnh phúc? Nào nào từ từ nhá, đang bắt đầu mắc lỗi là chưa biết là dịch dịch đâu đấy. Thì sẽ xem tìm chủ ngữ đúng không? Nào chủ ngữ chính của câu này đâu? Nổ á, có Đúng chữ rồi, á đấy. có chữ qua, đúng nhỉ? Vậy thì cái phần đây sẽ là chủ ngữ. Đấy. Vậy có biết cái từ no này thay cho cái gì không? Từ no này thay cho cái gì? Muốn biết nó thay cho cái gì thì mình nhìn cái gì? Mình nhìn đuôi của Cái phút cuối câu. vâng Đúng không? Cuối nó đuôi nó đang là ca đai đe rự tô mồ. Cái tô mồ nhá là động từ suy nghĩ mang tính chất chèn thêm. vâng Coi như là bỏ qua, vậy thì trước nó sẽ là ca đai, vậy từ ca đai theo em là cuối câu là ca đai thì no sẽ là gì? không biết Nào. Ca đai là khái niệm mà trừu tượng hay là một thứ nhìn thấy được? là khái niệm trừu tượng Vậy thì no này sẽ là gì? cô Đúng rồi, cô tổ đúng nhỉ? Đấy. Nào, như vậy là nô đây là cô tổ. Vậy thì cái phần trước này nó chỉ là cái phần dài dài này, nó chỉ là cái phần bổ nghĩa cho cái cụm này thôi. Thế dịch được chủ ngữ vâng chưa? Chủ ngữ này có nghĩa là gì? cái việc mà biết được cái hạnh phúc nó là cái gì Đúng rồi. Đây nhá, cái việc ấy mà biết được rốt cục cái thứ như thế nào là hạnh phúc, hoặc là hạnh phúc là cái thứ như thế nào. Đấy. Thì mình mới dịch được, chứ không là không phân tích ấy, là nhảy bổ vào đây cái là có thể là các bạn hiểu ý, hơi hơi hiểu đấy, nhưng mà các bạn sẽ không 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 gọi là dịch cho nó chuẩn chỉnh được đâu, nhất là câu mà nó dài dài thêm tí nữa là lại rối ngay, đúng nhỉ? Được chưa? Vậy thì dịch được cái phần chủ ngữ rồi, là cái việc mà biết được hạnh phúc rốt cục là cái thứ như thế nào ấy thì sao? thì là thì tôi nghĩ Đúng rồi, thì tôi nghĩ nó là một cái chủ đề nghiêm trọng nó là một cái vấn đề, một vấn cái đề thách nghiêm thức. thách thức nghiêm trọng Từ từ, CC
cái từ sinh có cự đúng là bình thường chúng ta hay dịch là nghiêm trọng thật, nhưng mà thông thường là nghiêm trọng chúng ta hay dịch cho những cái kiểu như là thiệt hại ấy. Nhưng mà trong trường này thì chúng ta thấy nếu mà dịch là nghiêm trọng thì cái điều này nó lại mang tính chất hơi tiêu cực đúng không, thì chúng ta nên dịch bằng từ gì thay thế nó? Nan giải, vấn đề nan giải. Nan giải. Tôi nghĩ là từ này cũng hay đấy, nan giải hoặc là quan trọng nhá. Thôi nan giải đi, tôi nghĩ là một vấn đề nan giải. Nan giải mà là Như là toshite, như như là là một tiền cái tiền đề như là cái tiền đề. để chúng ta theo đuổi hạnh phúc. Số D đây là gì đây? Nào, từ số D là cái gì? À, mục số đây là Có thể người ta gạch chân nhớ, số D là gì nhá? Jinsei Mokuhyo Cô Phư Cự. Đấy, thì số D đây là gì trong ba cái chữ D vừa nói? em nghĩ là cô vừa Đúng rồi, nó là cô hư cự đấy, nó là cái nội dung phía trước. Đấy, như vậy Sensei dịch lại câu của gì nhỉ? Của Hiếu này. Hạnh phúc ấy là mục tiêu của đời người, đúng không? Chính vì lẽ đó ấy, tôi nghĩ rằng cái việc mà biết được hạnh phúc rốt cục nó là thứ như thế nào thì là gì đây? Là một cái vấn đề rất là nan giải. Đấy, và cũng là tiền đề để cho chúng ta mưu cầu, chúng ta tìm kiếm hạnh phúc. Tiếp theo nhá, Sensei mời bạn Sensei mời bạn Huy nào dịch cho đọc và dịch cho Sensei câu tiếp theo. Hai ある時若い人が私に向かって幸福というのはあるのかと深刻そうな顔をして聞いたことがある。Câu này nó không có nhiều cái từ mới lắm, cho nên là Huy thử dịch cho Sensei nào. Cũng có lúc là tôi nghe những người trẻ nói là hạnh phúc đó với tôi, hạnh phúc có tới với tôi hay không, có tới với tôi hả, Thà đâu, bằng thà đâu, thà đâu, từ cái từ 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 chưa đúng rồi, chưa đúng rồi Huy. vẻ mặt. Arutoki là gì nhỉ? Arutoki là có một lần đấy. À có Có một lần này, có một dạo này. Tiếp theo nhá, em phải tìm được cái chủ ngữ của câu này. Thế chủ ngữ của câu này đâu? wakai hito ga Đây, đúng rồi, chủ ngữ đây. Vậy thì vị ngữ đâu? vị ngữ Ví dụ đây này, ví dụ như cái câu này này, đấy. Vị ngữ của cái cô tổ này là cái từ kadaidearu nhá. Còn còn cái thực ra cái chủ ngữ chính của cái câu này nó là watashi wa, tôi, và cái vị ngữ là nghĩ. Vậy thì đây em tìm được chủ ngữ rồi, vậy thì cái vị ngữ đâu? Vị ngữ là cái từ thể hiện tính chất của cái chủ ngữ này hoặc là hành động của cái này ở cuối cùng của câu thì nó là cái nào? Watashi ni mukatte kofuku というのはあるのかと深刻そうな顔をしてきた。Huy đọc hết cả cái cả dòng đấy à? Huy sẽ chỉ cần biết một cái Watashi từ thôi mà, một từ thôi. ni Đấy là từ nào? Từ đấy là từ này nhá. Kita. Có nghĩa là cái bạn trẻ này ấy, bạn ấy hỏi. Watashi là tôi. Watashi ni mukatte có nghĩa là bạn ấy quay sang tôi, bạn ấy hướng sang tôi, bạn ấy hỏi cái điều đó. Đấy, và đằng trước này chỉ là cái minh họa thêm thôi. Rồi, hiểu chưa? Thế bây giờ dịch dịch lại trên xe nhá. Có lúc có một Có một có lần. một ở có một lần thì có một người trẻ tuổi là quay sang tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng Đúng rằng rồi. hạnh phúc với tôi hạnh phúc là có thật hay không? Đây là gì nhỉ? To yu no wa, đây chính là cái từ to ấy, là mà nó thực ra nó là wa ấy. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái thứ gọi là hạnh phúc này ấy, thì a được nổ cờ liệu rằng có không, có thật hay không? Đấy. Vậy thì cái câu của bạn Huy là gì nhỉ? À, có một lần ấy, một bạn trẻ đã từng gì đây, đã từng quay sang tôi hỏi với một vẻ mặt rất là nghiêm trọng. Đấy là hạnh phúc ấy liệu rằng nó có thực sự là tồn tại hay không? Thế xin mời bạn tiếp theo nhá. Xin mời bạn Dung nào.
Vâng ạ. Dung đọc và dịch cho Sensei câu tiếp nhé. Đấy. Kare wa ningen no jobo to iu no wa yokubo, yokubo. Yokubo to iu no wa mugen ni suzuku mono de aru kara. Kofuku kamade made wa nakanaka totatsu shinai no de wa nai ka to iu mono da. Rồi, xin sẽ hỏi từ này, yokubo là gì em? Dục vọng. Dục vọng đúng không nhỉ? Tham vọng. Mugen. Vô hạn. Vô hạn, nó mang nghĩa đúng như vậy luôn, vô hạn. Totatsu là gì? Đạt. Đạt được à? Hay đạt được, đúng rồi, đạt được nhá, đến được. Vâng. Rồi, dịch cho xin câu này. Cái dục vọng của anh ấy mình tìm được chủ ngữ là gì rồi? Nào, xin hỏi anh này chủ ngữ à? Đâu? Ờ, chủ anh ngữ là anh ấy. Thế cái động từ mà anh ấy làm đâu? Động từ của anh ấy đâu? Động từ. Bởi vì câu đang rất là dài đúng không? Chúng ta không biết là liệu nó là cái nào. Thế sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm nhá. Ví dụ này, cái monoderu này có thể là liên quan gì đến ca đệ này không? Không thể anh ấy là cái thứ được đúng không? Vậy vâng. Tiếp này, totatsu shinai có liên quan đến không anh ấy không? Có. Có, đúng rồi, có được. Thế nhưng mà mình lại xem tiếp nhá. Bởi vì ấy, đằng sau cái totatsu này vẫn còn nữa. Totatsu shinai no dewa nai ka toyu no da. Vậy thì ở đây cái toyu no da này nó mang chức năng gì? Giải thích. Giải thích. Vâng ạ. Giải thích hay là nó là từ này? Toyu. Được gọi là. Đây. Nói là. Ở trong trường này ấy. Thì là anh ta nói là. Anh ta đã nói là. Ừ đúng rồi. Anh ta nói là. Anh ta nói là sao? Vậy thì toàn bộ cái phần này nó chỉ là phần nội dung của anh ta đúng không? Đây. Cái phần này chỉ là phần nội dung của anh ta nói. Vâng. Đấy. Thì khi mà dịch thì nó sẽ dễ dịch hơn rất là nhiều. Anh ta nói là. Chẳng phải là không chẳng thể chẳng phải là mãi mà không thể đạt được đến cái cảm giác hạnh phúc bởi vì cái thứ mà tiếp tục đến giới hạn của dục vọng con người. Hả? Sao lại thế? Nào, cái câu này là gì? Ningen no yokubo toyu no có nghĩa là cái dục vọng của con người, cái lòng tham của con người. Bởi vì, đúng không? Em cứ dịch theo thứ tự bình thường thôi. Cũng được, đây, đúng không? Cái dục vọng của con người nhá, cái lòng tham của con người ấy, bởi vì nó là một cái thứ làm sao? Tiếp tục. Nó sẽ tiếp diễn, tiếp tục. Nó sẽ luôn luôn tồn tại, nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ tồn tại mà không có. Không có giới hạn. Không có giới hạn, đúng rồi. Cho nên là. Cho nên là chẳng phải là không thể đạt được, mãi mà không thể đạt được đến cái cảm giác hạnh phúc hay sao? Đúng rồi, đấy là nội dung của cái câu này đấy. Nhá, lưu ý cái cách khi mà mình dịch nhá. Được. Tiếp theo CC mời bạn Ngọc nào, Hồng Ngọc. Đọc cho CC đoạn còn lại. Đấy. Naruhodo. Soieru kamoshirenai. Nihen ga shinpo suru dobu. Naruhodo là gì em? Thì ra là vậy. Ờ thì ra là thế. Nao sara là gì? Nao sara. Ờ nao sara là gì? Nao sara nó là càng hơn nữa. Nào thích dịch câu này nào. Có lẽ sẽ giống như mình nói, giống như điều vừa nói. Con người
sensei lúc nãy cho em hỏi, lúc nãy sensei bảo osara là naosara, bình thường nó mang nghĩa là hơn nữa, thêm nữa, càng. Nhưng mà trong trường này thì tất nhiên là nếu mà dịch vậy thì nó sẽ hơi hên, em sẽ phải hiểu cái ý của người ta muốn truyền tải và em dịch lại theo cái cách nào cho nó hay hơn. Đấy. Có lẽ là sẽ giống như điều mà vừa nói, mà nếu ở đây nhá, thấy này, có này, naraba thì mình sẽ phải ngắt ở đây một chỗ. Vậy naraba là gì? Nếu là nếu trở lên, nếu mà gì nhỉ, động vật tiến, nếu con người là loài động vật mà tiến bộ hơn như thế thì sao? Thì điều đó là hiển nhiên. Ừ, đúng rồi, ý của nó là thì điều đó là hiển nhiên ấy, thì điều đó lại càng đúng ấy, được chưa? À, khi mà nghe cái anh này nói này thì bạn tác giả bạn bảo là Naruhodo so ieru kamoshirenai, à ngẫm thì đúng là có thể nói là như vậy đấy. Và gì nhỉ, và trong trường hợp con người của chúng ta ấy là một loài động vật bậc cao, đúng không, là một loài động vật tiến bộ, thì điều này lại càng hiển nhiên, lại càng đúng nhá. Ý của cái câu này là như vậy. Thế xin mời bạn Khang đọc và dịch cho sensei hai câu tiếp. Demo watashi wa kofuku wa sonzai suru to motteru. Kyomi ni shumi. Shumi. Thế đi shumi. Là mất điểm câu kanji đấy. Shumi ni re o totemo aru hito wa yokkyu suru koto wo yakkyu suru koto wo age hoka no hito hoka no hito, đúng rồi, hito tachi, hoka no hito tachi wa chết rồi dokusho ya chết rồi thật đấy, dokusho ya eiga ongaku to surezore ni shucho seru. Đúng rồi, nào dịch cho sensei câu đầu tiên nhá, câu trước nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là cái hạnh phúc nó tồn tại. Ừ, đúng rồi. Thế nhưng mà tôi, đúng nhỉ, tôi thì luôn luôn nghĩ là hạnh phúc nó có tồn tại. Tiếp. Eo tôi được là gì? Một cái ví dụ. Ví dụ thì shumi ni deo totemo có nghĩa là gì đấy? Ví dụ như là một cái theo cái sở thích. Lấy ví dụ với sở thích, đúng không nhỉ? Dù là chúng ta lấy ví dụ với sở thích chẳng hạn thì sao? Dù là lấy ví dụ với sở thích thì có người có biết age đây là gì không ạ? Khai sáng. Mình đưa ra cho đưa ra, đúng rồi, đưa ra một cái có việc, người thì đưa ra cái việc là đưa ra cái việc là yakyu là gì? Yakyu là gì? Yakyu là một cái từ rất là phổ biến ở bên Nhật mà người ta rất hay chơi bộ môn bóng gì, à bóng chày. Chày, có người thì đưa ra cái việc chơi bóng chày này. Tiếp, có người đưa ra việc chơi bóng chày. Người, một số người khác á, thì là chú trọng vào cái từ siêu trồ nhà là khẳng định nhá, nó mang tính chất là khẳng định hoặc là có quan điểm khăng khăng. Chúng ta có cái từ siêu trồ hiêu ghen ấy, là những biểu hiện thể hiện cái quan điểm ý kiến của họ. Những cái người khác thì lại gì nhỉ, mỗi người sore sore nhị, có nghĩa là mỗi người lại gì nhỉ, lại đưa ra quan điểm là về âm nhạc hay phim ảnh hay là đọc sách.
Ừ, đúng rồi, đấy là cái câu của Khang Sang nhá. Nhưng mà ấy, tôi thì luôn nghĩ là hạnh phúc có tồn tại. Chúng ta dù thử lấy ví dụ ở trong sở thích chẳng hạn, thì có người sẽ đưa ra cái việc là chơi bóng chày, nhưng mà có những cái người khác ấy thì sao, lại mỗi người khẳng định, đúng nhỉ, mỗi người lại đưa ra cái ý kiến của mình, đấy là họ thích đọc sách, xem phim hoặc là âm nhạc. Bạn tiếp theo này, CC mời bạn Thảo nào đọc cho CC đoạn còn lại. Tôi dân ta chưa đi tốt dư tổ mô y được ta ta đồ có nô dô ni chiêu mi nhờ qua y tổ ni cho tê sama sama ta gà đôi tôi dồ đôi Đúng rồi, dồ ni cô đô phục vụ dồ. ni chơi tê mô y tổ ni cho tê càng cài cắt ta gà mặt chi là tổ mô Tô gian là gì chẳng em? phải Tô tôi gian là sang gì? là leo núi ạ. Chứ đi. Chưa đi là câu câu ạ. Câu cá này. Dạ. Câu cá nhé, chứ Việt Nam nhiều câu lắm. Dạ. Đô dồ là gì? Đôi rồi là tương tự ạ. Ở tương tự machi. Machi machi. Nó là Chẳng phải. sore sore nhá. Khác Đúng nhau rồi mỗi ạ. người một kiểu. Rồi, dịch Dạ cho dây vâng. câu của em nhá. Dạ. Chẳng phải là cũng có những người có suy nghĩ rằng là có sở thích là leo núi và câu cá hay sao? Thì tùy vào một cái sở thích như vậy ấy, thì tùy vào mỗi người thì sẽ có những sở thích khác nhau. Nhưng mà những người mà có ý kiến rằng là những người mà có ý kiến về cái hạnh phúc tương tự như thế ấy, thì cái cách thì tôi nghĩ rằng là cái cách suy nghĩ của mỗi người sẽ khác nhau ạ. Thực ra thì cái đoạn này ấy, nó là tương tự như thế, đúng nhỉ? Cái từ gà này chưa hẳn nó là nhưng, nó nối hai mệnh đề tương phản đâu, nó chỉ là người ta đang trình bày phía trước và người ta đưa thêm cái thông tin này thôi. À, câu này là gì đây nhỉ? Có lẽ là cũng có những người nói là sở thích của họ là leo núi hoặc là câu cá. Đấy, như vậy là sở thích thì tùy vào mỗi người mà có rất là nhiều thứ khác nhau, và tương tự như vậy dù là về cái quan điểm hạnh phúc đấy thì cũng là sao? Tôi nghĩ là tùy vào mỗi người ấy, mà cái cách suy nghĩ cũng làm sao nhỉ? Mỗi người một vẻ, mỗi người một kiểu. Đấy. Câu đấy là sẽ dịch như thế nhá. Dạ vâng ạ. Tiếp theo, CC mời bạn bạn gì? Bạn Phương à? Bạn Phương đọc và dịch cho CC hai câu tiếp. Vâng ạ. Cô phục vụ tố ạ, đố nô yô na mô nô tố kika chắc là từ đầu là gì em không biết ạ. Yufuku. Dự phục になることと答える人もいるのだろう。また、社会的な地位に到達するのを、幸福だと考えているかもしれない。Rồi sẽ hỏi nhá, từ yu hư cự này là gì? Có biết không? Em không ạ. Kanemochi. Kanemochi là Oh, gì? vâng ạ. Giàu có ạ. Giàu có này. Chi y là gì? Địa vị ạ. Shakai tiki na chi sẽ là gì nhỉ? Có địa vị trong xã hội ạ. Đúng rồi. Nào thế dịch cho sensei cái hai câu của em nhé. Dạ. Vậy thì hạnh phúc là thứ như thế nào? Khi mà Từ được từ từ hỏi. từ sao lại chưa gì đã Dạ. nhảy vào cái ngoặc người ta mà dịch rồi? Đây là Không một cái ạ. ngoặc không thể nào mà tự nhiên nhảy vào đây dịch. Dạ. Phải dịch cái nội dung mà đằng sau người ta hỏi trước, được chưa? Đây này, cái động từ này này. Đấy, nào động từ này là động từ gì? Khi mà được hỏi ạ. Đúng rồi. Khi Khi mà mà được được hỏi hỏi hạnh phúc là gì? À cũng là gì, là gì? là Là gì gì? cũng được, không nhất thiết là phải là thứ như thế nào đâu. Khi mà được hỏi hạnh phúc là gì Thì sẽ thì có người chẳng phải là có người sẽ trả lời đó là giàu có, trở nên giàu có. có lẽ sẽ có người, đúng nhỉ, có lẽ cũng có sẽ có người đáp là cái việc mà trở nên giàu có. Tiếp. Ngoài ra thì có lẽ cũng có rất nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là có được đạt được một cái địa vị trong xã hội ạ. Ừ, đúng rồi. Cái việc này nhá, cái từ nô này nó chính là cái gì nhỉ? Chính là cái cô tổ ấy. À, thêm Vâng. nữa, ngoài ra ấy, có lẽ là cũng có những người đang nghĩ là cái việc mà đạt được một cái địa vị, một cái vị trí nào đó trong xã hội là gì nhỉ? Là hạnh phúc. Là hạnh Đấy. phúc. Ok rồi, xin mời bạn
bạn nào nhỉ, bạn bạn Hoàng nào, sensei mời bạn Hoàng đọc và dịch cho sensei câu tiếp theo từ đây cho đến đây. Yūfuku. ngược lại với điều đó thì cái từ hite này là gì em? Phủ định đúng không? Ừ, phủ định này. Phủ định với địa vị xã hội hay là Kokoro no yuta kanahito là người như thế nào? Có tấm lòng giàu có, người có tấm lòng phong phú. Cái từ kokoro ấy nó tượng trưng cho cái tinh thần nhá, thì đây là dịch là người có đời sống tinh thần phong phú. Ừ. Ngược lại thì cũng nghĩ là cũng có người sẽ nghĩ là hạnh phúc là một cái việc mà trở nên một người có đời sống phong phú, và ngược lại với cái những người có địa vị trong xã hội hay là những người giàu có. Ở sensei có cái lưu ý một chút này, ở đây ấy chúng ta nhìn thấy cái đuôi của cái câu này là tô omo đúng không, vậy thì cái hành động nghĩ này là của ai? Của tác giả đúng không? Vậy thì cái nội dung này ấy, nó là gì nhỉ? Nó là cái phần gì nhỉ? Cái phần trong cái suy nghĩ của tác giả thôi. Vậy thì khi dịch thì chúng ta nên dịch cái này nhá. Đấy. Tôi nghĩ là ấy, cũng có những người đúng không? Ngược lại này, cái từ đây là từ nối thì chúng ta có thể dịch trước được. Ngược lại, tôi nghĩ ấy, cũng có những người họ là sao nhỉ? Họ phủ định T V1 T V2 đúng không? Có nghĩa là làm V1 sau đó V2 hoặc là vừa V1 vừa V2 gì đấy. Ngược lại này, tôi nghĩ là cũng có những người họ phủ định cái gì nhỉ? Cái việc giàu có như thế, hay là họ phủ định cái gì nhỉ? Cái địa vị xã hội đó, mà họ lại sao? Họ lại nghĩ rằng, họ lại khẳng định rằng cái việc mà trở thành một người có cái đời sống tinh thần phong phú ấy thì đấy mới là hạnh phúc. Thì hai cái câu trên đã hiểu chưa nhỉ? Có những người cho rằng là giàu có hay là có được địa vị thì là hạnh phúc, nhưng mà lại có những người là phủ định cái đó mà lại cho rằng là sao đây? Những cái khía cạnh tinh thần cơ. Đó, thì nội dung của cái câu này là như vậy nhá. Xin xin mời bạn Thủy nào. Thủy đọc và dịch cho sensei hai câu tiếp. Vâng ạ. Từ này là Shikoi. Shiko. Shiko ya kanjo. Sara ni wa seikatsu to ne la yoshi ya. Yoshiki. Chết rồi. Go kanji là ba quên hết rồi. Sara ni wa seikatsu yoshiki. No. Sai gì? Sensei tưởng là em đọc qua cái từ đấy rồi. Sai. Thịt. Koto. Koto naru. Hai koto naru. Hai em nói lại. Shiko ya kanjo sara ni wa seikatsu seikatsu yoshiki sae koto naru hito naru tunera jin ningen no koto. Ôi giời ơi. Nào dịch nào. Shiko là gì? Kiểu như là nghĩ ạ. Suy nghĩ. Suy nghĩ và cả Kanjo là gì? Kankaku là Kanjo. Kanjo là kimochi. Nó cũng là kiểu kimochi là nó là gì, là cảm xúc không ạ, hay là đúng rồi, nó là cảm xúc đây. Cảm xúc, cảm giác. Seikatsu yoshiki là gì? Seikatsu yoshiki.
Cái chữ Yoshiki đây là chữ gì? Chữ gì đây? Em không nhớ âm Hán Việt. Chữ dạng và chữ thức. Dạng thức có nghĩa là cái cách thức nhá, cái phương thức. Vâng. Lối. Đấy. Ví dụ Seikatsu Yoshiki đây là cái cách sống ấy, cái phương thức sống, cái lối sống ấy. Hay. Thế dịch đoạn câu này như nào đây? Từ cách suy nghĩ, cảm xúc, thêm nữa là gì nhỉ? Cách sống ạ? Cách sống được ạ? Cách sống. Là những cái cách sống của con người ấy, thì kiểu dị ạ? Hay sao ạ? Sao lại tự nhiên lại kiểu dị? Kotonaru đây là nó khác nhau chứ. Nó giống chì gà. À, thế là từ cảm xúc, không, cách suy nghĩ, cảm xúc của con người và thêm nữa là... Nào từ sai là gì? Sai là gì? Ngay cả cách sống ạ. Đúng rồi, ngay cả cách ngay sống. Cả cách lối sống của con người thì khác nhau ạ. Đúng rồi, câu này có nghĩa là những cái yếu tố này này thì là khác nhau ở mỗi con người. Ý người ta là như vậy nhá. Suy nghĩ, cảm xúc, đến cả cái lối sống là cái việc gì đây nhỉ? Là cái việc mà ở mỗi con người mỗi khác. Đấy, mỗi người mỗi khác nhau. Nào câu tiếp nào, vẫn là em đấy, chưa hết đâu. Kofuku ni tsuite no kangaekata ni sa kiểu khi khi bí là nghe rất là hoành tráng. Nhưng mà thực ra là không biết. Sa ga atte mo ii no de wa nai ka. Rồi. Trời, cái chữ này quen quá. Chữ này là chữ sa. Chữ sa hay chữ sai nó là cái sự khác biệt đấy. Sa ga atte mo. Cái cách nào dịch câu này nhá. Cái cách suy nghĩ về hạnh phúc ạ. Cách suy nghĩ về hạnh phúc ấy thì sa ga atte mo ii no dewa nai thì không phải là không phải là, không phải là nó khác chẳng phải là đấy. No dewa nai ka, đúng không? Khi dịch thì chúng ta nên dịch là chẳng phải là hay sao. Đúng là, đúng là không phải là, không phải là hay sao cũng được, nhưng mà nghe không phải là hay sao nghe nó phủ định quá. Atemoi đúng là gì? Atemoi là gì? Cho dù là y là cũng được. Thì phải là cũng nhờ sa ga sa ga sa ga atte mo. Sa là cái sự chênh lệch, cái khoảng cách. Thì atte là đây là gì, động từ gì đấy? Thế sẽ dịch câu này là cái cách đang hỏi nghĩ. Từ từ sẽ đang hỏi đây là cái động từ gì? Cho dù là gặp những cái sự chênh lệch khác nhau ấy ạ. Sao lại gặp hả? Đây mà là gặp á hả? Gặp sự tranh lệch phải là trợ từ ni chứ. Đây là động từ a rự là có. Động từ a rự nhá. Vâng. Nào, lại cho thi câu này nào. Cách suy nghĩ về hạnh phúc thì chẳng phải là cho dù là có gặp sự tranh lệch khác nhau đi chăng nữa thì cũng được. Nói chung là đai tai là như thế. Đúng là như thế đấy. Nhưng mà dịch lại câu này ấy, nó sẽ là như này này. Câu trước nhá, nó bảo là những cái này là khác nhau đúng không? Ở mỗi người đúng không? Vậy thì ở đây nó bảo này, vậy thì chẳng phải là ấy, ở trong cái suy nghĩ về hạnh phúc của mỗi người chúng ta ấy, thì nó có cái sự khác biệt thì cũng được, cũng không có vấn đề gì hay sao? Hiểu ý chưa? Có nghĩa là mỗi người nghĩ một kiểu, cho nên là cái quan điểm về hạnh phúc ấy thì dù có cái sự chênh lệch, sự khác biệt thì cũng không có vấn đề gì nhá. Vâng, buồn thế. Tiếp theo, tôi sẽ mời bạn bạn nào chưa được gọi ở cái bài dài này nào, giơ tay nào. Bạn nào chưa được gọi để Sensei gọi, tại vì Sensei gọi một hồi là Sensei cũng quên đấy. Thế anh à, thế anh nào, thế anh đọc và dịch cho Sensei câu tiếp theo nhá. Hai. Tada onaji yūfuku o shūchō shite mo oku no hito no kōfuku o negatte. Chữ này đọc sao Sensei ơi? Zizen. Từ thiện. À, zizen jigyō ni kyōroku suru hito mo ireba ippō ni wa gametsui
Gametsu yatsu là gì thế? Yatsu là cái bọn, cái gã. À, gatsu mei yatsu no kanban. À kháng. Kanban wo sen se CO seotte ikiteru yō na hito mo iru. Khá là nhiều từ mới đúng không? Nào, từ này nhá. Nega có nghĩa là gì? Dạ, à, mong muốn. Mong muốn nguyện cầu. Cầu nguyện. Dạ. Jizen jigyo là gì? À, làm từ thiện. Ừ, công việc từ thiện, làm từ thiện này. CO là gì? Gánh vác mang đúng không? Kanban là cái gì em? Kanban là cái biển quảng cáo ấy, cái biển quảng cáo hoặc là cái biển mà người ta viết thông tin. Ví dụ bạn nào mà đi đến mấy cái quán mà quán cà phê ấy, hay là quán bar ấy, người ta cứ viết ra cái biển, xong người ta ghi là món ăn với lại nước uống giá như nào ấy, đấy thì đấy gọi là cái kanban nhá, cái biển. Gametsu yatsu đây có nghĩa là gì? Hơi khó đúng không? Cả cái cụm gametsu yatsu nó là kiểu như là sống ích kỷ ấy, bo bo cho mình thôi ấy. Đấy. Yeah. Nào thế dịch cái đoạn của em như thế nào đây? Cho dù mình khẳng định hạnh phúc là giống nhau thì cũng có những người họ cùng nhau làm việc từ thiện để vì mong muốn hạnh phúc cho nhiều người. Ừ, đúng rồi. Ipo nhiều quá. Cùng dần dần thì không phải Ipo là bên cạnh đó, bên cạnh đó. Bên cạnh đó thì cũng có những người như là họ sống để gánh vác những cái bản hiệu. Đấy là nghĩa đen nhá. Còn trong bài thì không thể nào mà dịch họ gánh cái bảng hiệu gì đấy ở đây được. Đây là tức là CC nói cái nghĩa đen thôi, còn khi dịch thì nó sẽ khác. Thế em hiểu theo nghĩa nào thì em dịch ra như thế, dựa trên cái từ đơn mà CC nói với lại cái phần phía trước nó ngược lại đây này. Nào, ở trước đang bảo là cho dù là cùng khẳng định một cái thứ gọi là sự giàu có đấy giống nhau, thế nhưng mà có những người mà người ta gọi là nỗ lực hợp tác vào cái hoạt động từ thiện để cầu mong hạnh phúc cho nhiều người, thì mặt khác lại có những người mà sống như thế nào? Cái đoạn này có thể dịch thoáng ý đi là như thế nào? Sống như thế nào? Những người gánh vác. Không phải là gánh vác đâu. Đây là người ta mang trên mình một cái bảng là những cái kẻ ích kỷ bo bo ấy, thì mình chỉ cần dịch đại khái là một những người sống rất là ích kỷ và chỉ biết gọi là bo bo cho mình thôi. Nhá. Chứ đừng có dịch là đang gánh vác cái bảng hiệu quảng cáo gì đấy, nghe nó okashi lắm. Được chưa? Thế dịch lại cho xem nào. Mặt khác thì cũng có những người họ sống mà kiểu mang tiếng xấu. Đúng không Sensei? Họ sống tiếng là ích kỷ, bản thân ích người ích kỷ. Rất là ích kỷ đúng không? Chỉ biết giữ cho riêng mình thôi. Yeah. Tiếp theo, Sensei mời bạn, còn bạn nào nữa không? Hình như là bài này các bạn nào được gọi đấy thì là tiếc nhá. Bạn Hiếu nào? Hiếu dịch cho Sensei câu còn lại của đoạn đấy. Phần còn lại của đoạn đấy. Hey. 他人に何と言われようと、その人はそれで結構幸福なのだ。人間は自分のために生きるのだから、他人に迷惑さえかけなければ、これでもいいのである。Rồi. Câu này thì không có cái phần nào, không có từ nào khó cả, cho nên là Hiếu dịch luôn cho nên xem nào. Vâng. Nếu như dù tôi đây là dù nhá. Dù cho bị người khác nói cái gì. Đúng rồi, dù cho bị người khác nói gì đi chăng nữa. Chăng nữa thì cái đó như thế cũng đủ. Sao lại cái đó? Người đó
thì người đó chỉ cần như thế là đủ để hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Thế Sonohito là ai? Sonohito là ai? Là ai trong số hai người này? Đố biết là người một hay người hai? Người một ạ. Người một á? Người một là nỗ lực từ thiện mà còn bị người ta nói này nói nọ. Người hai ạ. Là người hai. Vâng, người hai. Cho dù cái người này này bị người ta nói gì đi chăng nữa ấy, thì cái người đó ấy, đúng không? Người ta vẫn cảm thấy như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Như vậy là như thế nào? Sore de. Mang cái bảng ích kỷ đấy, kibo. Tức là họ sống kibo ích kỷ nhưng mà họ vẫn thấy vậy là gì nhỉ? Là hạnh phúc rồi. Là họ hạnh phúc rồi là đủ rồi với họ. Tiếp. Con người ấy bởi vì là sống cho bản thân mình. Nên là chỉ cần không làm phiền đến người khác, như vậy là đủ rồi. Đúng rồi. Chúng ta ngắt về ở đây đúng không? Thì về trước là gì nhỉ? Jibun no tame ni ikiru, có nghĩa là con người bởi vì là sống cho chính mình, sống cho bản thân mình. Do vậy là này, ngắt ở đây đúng không? Sai. Sai bảo nghĩa là chỉ cần. Cho nên là chỉ cần không làm phiền đến người khác ấy, là vậy là đã đủ rồi. Thì em có hiểu ý của cái câu mà bạn thấy anh với của em dịch lại là như thế nào không? Có. Là gì? Kiểu như là có những người ta rất là tốt, sống và người ta từ thiện. Còn có những mặt khác thì bên cạnh đó có những thằng rất là kỳ bo. Nhưng mà mặc dù có bị người ta nói cái gì thì người ta vẫn cảm, cái người đấy người ta vẫn cảm thấy là như thế là đủ rồi. Đối với họ như thế là đủ rồi. Bởi vì là con người là người ta sống cho bản thân mình, nên là chỉ cần không làm phiền người khác là ok rồi. Cho nên là bọn này nó kỳ bo nhưng mà nó chả làm hại đến ai, chả làm phiền đến ai đúng không? Vâng ạ. Vẫn là gì nhỉ? Vẫn cứ là ok luôn, đúng nhỉ? Vâng. Rồi ok, cảm ơn Hiếu. CC mời bạn tiếp theo. Bạn Dung à? Dung dịch cho CC đoạn từ Shikashi đến hết đoạn này nha. Hai. Shikashi watashi wa start no kaidan de wa kaidan de wa dan kai. Ngược lại dan kai dan. Dan kai de wa sore demo ii ga itsu made mo sono mama no kanpei kara shinbou shinai no de wa komaru to omou. Watashi jishin toshite wa jishin toshite wa betsu na ikikata o toru. Nào xin hỏi nhé, start là gì nhỉ? Đã bắt đầu. Đăng cai là cái giai đoạn. Giai đoạn, đúng rồi. Nhớ này, đăng cai, chữ Hán là chữ đoạn, giai như này là giai đoạn. Còn chữ giai đoạn cai đăng lại là cầu thang, đúng không? Từ watashi jishin là gì nhỉ? Tự thân. Tự thân, đúng rồi, tự bản thân tôi. Rồi, dịch cho cái câu đoạn em vừa đọc nào. Tuy nhiên, tôi thì nghĩ là khi cái giai đoạn bắt đầu thì cái đó thì cũng được, nhưng mà cái gì đấy, đến một lúc nào đó mà cứ giữ nguyên cái suy nghĩ đấy, không có sự thay đổi tiến bộ thì sẽ gặp khó khăn. Đúng rồi, từ từ xem ngắt một chút này. Cái itsuma demo là luôn luôn nhá, lúc nào cũng thế, đúng nhỉ? Sono mama no kange kara, tức là nếu mình không thoát khỏi, không tiến bộ hơn khỏi cái suy nghĩ như vậy thì mình sẽ gì đấy, mình sẽ gặp khó khăn đấy. Ý của người ta ấy, ý của tác giả là gì nhỉ? Ở cái giai đoạn sơ khai nền tảng, khi mà chúng ta sống, khi chúng ta ra xã hội ấy, thì chúng ta có thể nghĩ như vậy được. Có nghĩa là ban đầu thì cứ tạm thời là không cần làm phiền đến ai. Đấy, sống cho mình đã. Thế nhưng mà không thể cứ như vậy mãi, mà bắt buộc chúng ta sẽ phải làm sao? Sẽ phải thoát khỏi, sẽ phải gọi là tiến bộ, tiến lên khỏi cái suy nghĩ như thế, đúng không? Vâng. Nếu như không làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối, chúng ta sẽ cảm thấy rất là gay go, đúng không? Khó khăn. Đấy. Tiếp. Toshite là với ạ? Toshite là như là. Như là. Nó là tư, với tư cách hoặc là như là nhé. Vâng. Với như là bản thân mình thì phải có cái cách sống khác biệt. Như đây là watashi jishin, có nghĩa là tự thân tôi ấy, như là như tôi chẳng hạn, tôi có một cái cách sống mà gì đấy, mà khác, đúng không? Khác biệt. Lựa chọn một cách sống khác.
em có hiểu ý của người ta cái câu cái đoạn mà em vừa đọc là gì không? Hơi hơi hiểu ạ. Hơi hiểu như nào, thử kể cho nghe. Có nghĩa là nếu tuy nhiên ấy, với những cái người mà mới mới bước vào đời ấy, thì lúc đầu họ chỉ cần có những cái suy nghĩ là không cần làm phiền đến ai thì đã rất là ok rồi. Thế nhưng mà nếu như mà cứ chỉ có mỗi cái suy nghĩ đến không làm phiền đến ai mãi như thế thì sau này thì họ sẽ chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Và với bản thân tác giả thì tác giả đã lựa chọn cho mình một cách sống khác, có nghĩa là không phải là không làm phiền đến ai. Ở dưới người ta sẽ trình bày đúng không? Chắc chắn là người ta sẽ trình bày cái cách sống của tác giả là gì, đúng không nhỉ? Bây giờ Sensei mời bạn Huy nào. Huy đọc và dịch cho Sensei câu tiếp theo nhé. Câu này dài quá. Thôi cứ đọc đi. Hai. Kofuku toyu mono ni tsuite. Sore da to ikire. Kore da to ikireru kange wa mara watashi mo motte inai ga. Watashi wa kaisa de no shigoto mo tanoshiku. Kate de no sekatsu mo tanoshi. Tsumari, ichinichi nijuyo jikan o tanoshiku sugosu koto ga kofuku da to omotte iru. Nào, từ này nhá, từ gì nhỉ? Từ chắc là cái đoạn này, cái chỗ này là khó hiểu nhất này. Đây, ikireru kangai là gì? Ikireru kangai, cách suy nghĩ. Cách suy nghĩ làm sao? Cách suy nghĩ lại cắt đứt gì ở đây à, đúng không? Cắt đứt cái sự tốt đẹp. Không. Cái từ y ở đây ấy nó là cái từ nói ấy. Đây này. Không dứt khoát. Dứt khoát à, xin xem. Kiểu vậy. Cái cách suy nghĩ mà khẳng định chắc nịch ấy. Cách suy nghĩ dứt khoát, khẳng định chắc nịch như thế. Các bạn lưu ý nhá, đi ở trong các bài đọc hiểu ấy, rất nhiều chữ kanji dễ dễ nhưng mà không được biết kanji đâu. Ví dụ như chữ này chẳng hạn, chữ imas, rất là nhiều khi người ta không biết kanji cho các bạn đâu nhá, lưu ý đấy. Nào, thế câu này dịch như nào đấy? Đúng là nhá. Nào, từ, tách vế nhá. Vế lớn, cái vế lớn một là từ đâu đến đâu? Từ đầu đến đâu? Từ đầu cho đến gà. Đúng rồi, từ đầu đến gà. Khi mọi người tách vế ra được ấy, mọi người sẽ hình dung ra cách để ngắt. Thế còn tiếp theo? Tiếp theo là đến hết ạ. Đúng rồi. Bởi vì những cái này chỉ là những cái gì nhỉ? Liệt kê. Này, người ta để dấu ngoặc đây này. Đấy. Dài suốt từ đây đến đây. Vậy thì là hết đến hết. Đấy, bây giờ khi mà em đã tách ra được vế rồi thì em sẽ dịch cho sensei nào. Nói đến hạnh phúc thì có thể nói một cách dứt khoát là đâu, nó là kage wa mada watashi mo motte inai. Nào, watashi mo motte inai nghĩa là gì? Hai. Nói đến hạnh phúc thì ngay cả tôi thì cũng không thể, cũng chưa có, đúng không? Cũng chưa có một cái suy nghĩ là có thể gì đây, có thể khẳng định, có thể nói quả quyết. Kore da to, kore da. Hai. Hiểu chưa? Hai. Dịch lại. Nhưng mà nói đến hạnh phúc thì ngay cả tôi cũng chưa thể khẳng định một đúng cách rồi. khẳng định chắc chắn là nó là gì, đúng không? Nó là như thế. Nhưng mà tôi thì nghĩ hạnh phúc đúng là rồi. Tôi nghĩ hạnh phúc là, đúng không? Vậy hạnh phúc là gì thì chính là cái nội dung mà gì nhỉ? Cái đoạn này trong ngoặc. Bởi vì nó là bara bara ga kofuku da to omoteru. Vậy thì đây chính là hạnh phúc. Vậy thì theo tác giả hạnh phúc đây là gì đấy? Hạnh phúc là làm việc ở một nơi, làm việc ở nơi vui vẻ. Có một công việc, có một công việc gì đây? Thực ra ấy, nó là như này này, nó là
Nó sẽ đi với lại những cái này nhá, nó sẽ đi với từ sugo sự đây này. Trải qua những công việc vui vẻ. Trải qua những công việc vui vẻ ở công ty. Ở công ty và có một cuộc sống sinh hoạt vui vẻ với gia đình, ở gia đình. Rồi. Tóm lại là trải qua một ngày 24 tiếng thật vui vẻ. Ừ đúng rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Đây là suy nghĩ của tác giả đúng không? Vẫn còn nữa, tức là chưa dừng lại ở đây. Cái đề thi năm này này rất là nhiều bạn sai, bởi vì là các bạn chỉ chọn nội dung đến đây thôi, trong khi tác giả còn trình bày thêm nữa, thêm cái đấy nữa mới đúng. Thế sẽ mời bạn Khang à? Khang Sàng đọc và dịch cho thêm phần còn lại. Ồ, có mấy chữ không biết đọc. Cứ đọc đi, xin xin nhắc. Otoba wa sukoburu hebon. Hebon da ga. Kono naiyo wa hibon. Hibon, đúng rồi. Hibon da to. Jifu shiteru. Jifu, nha, rồi. Tiếp, chưa hết, hết mà, đọc hết cái phần này mà. Sore to jibu no kofuku na zotai ga hokano me ni mo tanoshiku no me ni mo tanoshiku kokoro mo tanoshimaseru mono de aritai tomo watashi wa omou. Từ sukoburu là gì nhỉ? Sukoburu là hijoni nhá. Hijoni có nghĩa là gì? Là hijoni là giống như totemo vậy. Đúng rồi, rất là. Hebon là gì? Hebon bình phàm, chữ bình với chữ phàm có nghĩa là bình thường, tầm thường. Hibon là gì nhỉ? Là bất thường. Hibon là phi phàm, phi thường. Chữ Hán là chữ phi với chữ phàm đấy. Jifu đây là tự phụ, nghĩa là tự tin. Nào, thế câu này tác giả đang nói gì đây? Cái kotoba là cái gì? Cái từ cái từ nào? Tại sao tự nhiên lại thấy cái kotoba ở đây? Kotoba ở đây có là... Kotoba đây là cái nào? Là cái nội dung nào? Là cái nội dung này này. Là cái câu mà tác giả vừa nói này. Là cái màu vàng. Là cái màu vàng ấy. Câu từ nhá, thì rất là bình dị. Thấy bình dị ông Khang Giáng? Kiểu hạnh phúc là những cái gì gọi là đau to bùa lớn đúng không? Hóa ra chỉ là một ngày 24 giờ đúng nhỉ, trải qua thật là vui vẻ đấy. Người ta bảo là cái câu từ ấy thì rất là bình dị, thế nhưng mà tôi tự tin. Cái kono nayo, cái nội dung này ấy, nó làm sao đây? Nó là phi thường. Nó phi thường, nó mang ý nghĩa rất là lớn đúng không? Đấy. Tiếp câu dưới nào. Soreto nói như vậy là không, soreto đây là cái từ tô, đây là từ nối và đây này. Cái từ sore đây là một cái chỉ từ đây này, mình cần viết sore đây là cái gì? Sore đây là cái gì? Sore là cái điều mà vừa nói bên trên, là mấy cái mà tác giả nói là khẳng định là cái tự tin nó là cái điều phi thường. Không phải. Không phải. Đây, jibun no kofuku na jōtai, trạng thái hạnh phúc của bản thân. Đấy. Thì nó phải là liên quan đến trạng thái hạnh phúc. Đây chỉ là cái tác giả đánh giá thêm về cái câu nói của mình thôi, để khẳng định cái sự tự tin của mình thôi, chứ không phải là cái số D đấy nhá. Số D đấy chính là cái nào? Cái vàng vàng đây này. Đó, cái vàng vàng đây. Cái nội dung vàng vàng đấy. Nào, cái phần này dịch như nào? Trạng thái của hạnh phúc của cái bản thân mình á, thì tôi nghĩ nó là
Khang Sàng có biết de aritai là gì không? Không, chỗ đó không biết nghĩa. À, bình thường mình dùng muốn làm gì đúng không? Thì mình dùng ve tai đúng không? Ví dụ như là tsukai tai là muốn sử dụng đúng không nhỉ? Đấy. Thì danh từ nhá, mình muốn nó là thứ như thế nào thì sẽ là n de aritai. Nó chính biến từ n de aru. Đấy. N de aru có nghĩa là danh từ đó thay cho cái từ đá ấy. Thì n de aritai là mình muốn nó là thứ như vậy. Vậy thì câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, tôi muốn cái điều, những cái thứ này này, những cái thứ mà tôi nói ở trên này này. Đấy. Và gì đây? Và trạng thái hạnh phúc của bản thân tôi ấy là gì? Là một thứ như thế nào? Tôi muốn nó là nó vui vẻ với lại cái trước mắt người khác thì nó cũng vui vẻ. Và trước mắt người khác thì nó vui vẻ. Nó cũng vui vẻ mà ở trong cái bản thân mình, trong cái tim mình nó cũng được vui vẻ luôn. Trong tim mình hay là trong tim người khác? Trong tim mình. Tại sao lại là trong tim mình? Hả? Người ta đang là taninome nimo là mắt người khác, xong lại tự nhiên lại sang tim mình thì nó hơi okashi đúng không? Đây là tim người khác ấy. Cái câu cuối hơi khó dịch một chút đúng không nhỉ? Sẽ dịch lại câu cuối nhá. Cái câu cuối ấy, nó là gì đây nhỉ? Cái hạnh phúc mà tôi nghĩ ấy, đấy, là ngoài hai cái ở trên này, ngoài cái ở trên này đấy là cái việc mà sống một ngày 24 giờ một cách trọn vẹn, thật là vui ấy. Còn là cái gì đây? Còn là một trạng thái mà gì nhỉ? Mà chúng ta ấy làm cho gì đấy nhỉ? Chúng ta làm cho những người xung quanh họ cảm thấy vui vẻ khi họ nhìn thấy chúng ta như vậy. Và đồng thời là cũng làm cho trái tim của họ vui theo những gì mà chúng ta đang có. Đấy. Thì nói chung là cái bài này nó cũng tương đối là hay. Thì CC muốn gọi là thứ nhất là cho các bạn là đọc một cái bài nó thú vị một chút, và nội dung thì nó cũng chưa phải là quá khó với lại trình độ N2. Có rất là nhiều bài trường văn mà đọc rất là khó hiểu ấy. Thì bài này là một trong những bài khá là dễ hiểu, dễ dịch hơn. Thì chúng ta sẽ thỉnh thoảng là ở trong những buổi trực tuyến ấy, nếu mà cái phần chữa bài tập đọc nó ít thì Sensei sẽ cho các bạn luyện tập những cái bài này dần dần cho các bạn quen nhé. Tất nhiên là đi thi thì sẽ không có đủ thời gian mà ngồi mà dịch câu từ trau chuốt hay đâu. Không như vậy thì không thể đủ thời gian được. Đi thi chúng ta sẽ phải có chiến lược làm bài. Đấy, thế nhưng mà cái phần gọi là ít nhất ấy thì kể cả có đi thi thì chúng ta cũng cần phải hiểu được khái quát sơ bộ cái ý mà người ta muốn truyền tải, muốn nói. Đó thì cái phần đọc của chúng ta sẽ kết thúc ở đây mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ học sang phần nghe hiểu này.